Có một anh bạn người Trung Quốc nói mình như này này: tôi đi khắp nơi chỉ thấy duy nhất ở Việt Nam các ông đeo cái này. Mọi người biết đây là cái gì không? Có rất nhiều anh em trên kênh thì có hỏi mình về cái vấn đề chơi tinh thể ruby này, thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em một số cái điều cơ bản nhé. Đá ruby phân bố ở trong tự nhiên ấy, nó có rất là nhiều các cái dạng khác nhau, và trong đó thì nó có một cái dạng cơ bản, đó là những cái tinh thể. Những tinh thể dạng như này, nó là những cái tinh thể ruby có màu sắc rất là đẹp, nhưng tuy nhiên thì phần lớn của nó ấy là cái độ trong suốt của nó không cao, độ dạng, độ nứt nó khá là nhiều. Phần lớn nó thì không thể chế tác thành trang sức, ví dụ như là mài thành những viên camason hay là cắt thành những cái viên đá phát sét được. Những viên tinh thể ruby nào mà cái màu sắc và cái hình khối của nó đẹp ấy, thì mấy cái ông dân chơi ở Việt Nam lại rất là tinh tế. Một cái đó là các ông nghĩ ra cái bọc vàng, bọc vàng để đeo lên trên cổ giống như cái mình đeo này, thì nó lại là một cái món đồ chơi rất là độc đáo, rất là hay, bởi vì là mỗi một tinh thể nó đều có những cái đặc điểm nó khác nhau và chả cái nào giống cái nào cả. Thế thì khi mà chơi tinh thể ruby, anh em cần chú ý những cái điều gì? Một là cái tinh thể ruby thì nó phải rõ ràng rằng là cái tinh thể nó còn tự nhiên. Nó sẽ có một số cái tinh thể là do người ta đã ghép từ các cái tinh thể nhỏ lại với nhau, thì những cái loại này nó vẫn đẹp, nó vẫn có giá trị, nhưng mà thường là giá trị của nó sẽ không cao bằng những cái viên tinh thể mà tự nhiên. Ví dụ như mình đang có một cái viên ở trên tay đây, mọi người có thể nhìn thấy tinh tế là vẫn còn những cái vết keo gắn. Đấy, nó khá là kín, và cái này nếu mà không tinh mắt thì không nhìn ra đâu. Và tất nhiên thì cũng tùy người bán ấy. Có những người nào mà người ta uy tín thì cái hàng gắn này chắc chắn người sẽ nói luôn là hàng gắn, chứ người ta cũng không nói dối gì đâu. Những cái tinh thể như thế này thì sẽ là những cái tinh thể mà giá trị nó cao hơn này. Đấy, những cái mà nó là thể khối tự nhiên và nó nguyên bản, nó không có bị gắn ghép gì cả. Và một cái điều đặc biệt chú ý khi mà chơi tinh thể ruby đối với anh em, anh em phải chú ý quan sát cái màu da của cái tinh thể này, thì bản thân cái tinh thể ruby da nó phải bóng nhé. Và nếu như mà cái nào là cái bóng tự nhiên ấy, thì sẽ là cái giá trị cao nữa. Và một số cái loại tinh thể, tức là bản thân của nó tự nhiên ấy, nó không được bóng lắm, là người ta đã phải gọi là quật nỉ ấy, người ta quật phớt qua một lượt để cho nó bóng lên, thì những cái đấy giá trị sẽ thấp hơn một chút. Ví dụ như ở đây mình đang có một khay gồm các cái mẫu tinh thể ruby khác nhau, thế để cho anh em xem từng cái một nhé. Có cái rất là đặc biệt này, đây là một cái tinh thể ruby mà hôm vừa rồi là mình mới mua được. Nó y như một cái nút YouTube, mình hay gọi là nút YouTube hóa thạch. Chắc là tới đây đánh một cái hình nút YouTube đeo đây. Nút này gọi là nút gì nhỉ? Nút ruby. Đấy, ngoài ra là có những cái tinh thể rất là nhỏ như này. Đấy, nhưng mà cái màu sắc của nó rất là đỏ, rất là đẹp. Như cái tinh thể này thì cái nguồn gốc của nó là xuất phát từ một cái bãi tên là bãi chuối ở Lục Yên, và nó đã đi lên Lào Cai khoảng tầm chục năm rồi, nó quay về và lại vào tay của mình. Đôi khi là chơi đá nó có cái duyên ấy, viên đá chu du khắp nơi rồi nhưng mà đến lúc nó cần về nó lại về với cái người có duyên với nó. Và các cái yếu tố để đánh giá một cái giá trị của một viên tinh thể đó là cái gì? Màu sắc, hình khối, trọng lượng. Thì cái viên tinh thể nào nó đạt đủ ba yếu tố đó thì giá trị sẽ càng cao. Ví dụ trong khay này của mình đây thì cũng có những cái viên nó chỉ khoảng tầm vài triệu thôi. Đấy, ví dụ như hai cái viên này nó chỉ khoảng vài triệu thôi. Đấy, những cái này thì nó khoảng tầm gần chục triệu. Đấy, nhưng mà có những cái thì cũng rất là đắt. Có những cái như thế này thì cũng toàn vài chục triệu thôi. Đấy, còn ngoài ra thì cũng có những cái tinh thể đến vài trăm. Có chứ, bởi vì là những cái tinh thể đấy nó rất là đặc biệt. Mình cũng từng được nhìn thấy một viên của một anh đeo. Cái viên đó người đã trả 300 củ và anh không bán, và anh ấy đòi cái giá 500 thì anh ấy bán. Thì cái viên đó khi mà nhìn sơ bình thường nó chỉ to bằng cái viên mình đang đeo ở cổ thôi. Tuy nhiên là nó có một cái điều đặc biệt, đó là cái màu sắc của nó cực kỳ đẹp. Và bên trong cái tinh thể này nó còn có những cái ô mà có khả năng là khi mà ghè đập ra cắt được phát sét. Nhưng mà anh ấy không cắt, mà anh ấy lại là người rất là thích chơi tinh thể, sưu tầm tinh thể. Đấy, nên là anh ấy để anh đánh nguyên cả một cái tinh thể để đeo. Cái tinh thể đấy của anh to gần một cái này luôn, nhưng mà nó thuộc dạng đỉnh cao hơn rất là nhiều. Nên là mọi người đừng nghĩ rằng tinh thể là rẻ nhé. Có loại đắt có loại rẻ. Những cái tinh thể mà cái màu sắc hay là cái độ đặc của nó màu sắc kém hoặc độ đặc của nó hơi cao ấy, thì những tinh thể đó thường sẽ rẻ hơn là những loại tinh thể mà nó có chất kín, và cái màu sắc của nó rơi vào cái khoảng tầm cuối đến một đầu đến hai, đấy là cái khoảng mà màu sắc đẹp nhất của đá ruby. Trước đây thì tinh thể ruby thì chỉ có nguyên là hàng của Yên Bái mình ở đây thôi, nhưng mà sau này thì do cái vấn đề là thương trường ấy, thì hiện tại bây giờ cũng có rất là nhiều những loại tinh thể nó là cái hàng của Sri Lanka nó đưa về. Thì nó tất nhiên thì nó vẫn là hàng tự nhiên thôi, nhưng mà nếu mà nói về thể chất hay màu sắc hay giá trị thì nó không bằng cái hàng của Vũng Yên Yên Bái đâu. Bởi vì là những cái viên đó là thường là cái thể chất nó khá là non, và nó dính những cái loại sa kết rất là nhiều. Nó có những cái sa kết đen rồi là sa kết xanh của Pakasai. Về tính thẩm mỹ của nó không cao, và phần lớn thì da rẻ của viên ruby đó thì nó khá là nhợt nhạt, chứ nó không được gọi là tươi màu như cái đá hàng của Việt Nam mình. Hàng Việt Nam mình đá ruby nó rất là đanh, và đặc biệt là khu vực Lục Yên rất là đanh. Khu vực dưới Yên Bái thì nó kém độ đanh hơn một tí, nhưng mà khu vực của huyện Lục Yên thì
cái chất đá ruby rất là đanh, và đối với những cái hai viên tinh thể nó cũng thế. Cá nhân mình thì nếu mà nói về chơi tinh thể ruby thì mình thích những cái viên tinh thể nó loanh quanh khoảng tầm 30-40k thôi, trông nó khá là thư sinh, khá là đẹp. Còn những cái to to này, cái này thì mình cũng mượn của một anh em về để làm clip cho anh em xem thôi. Nhưng thật sự là cái này nó to quá, đeo một là nó nặng cổ, cái thứ hai đó là nhìn nó giống như kiểu mấy anh xã hội thâm. Cậu cả ở trong mà gia phả, cậu cả là đại mà thiếu gia là, cậu cả gia đình mà khá giả, cậu cả có nhiều ngân phiếu ha. Mình có một cái nhỏ nhỏ mà mọi lần mình hay đeo ấy, bình thường quay phim anh em hay nhìn thấy. Nhưng mà cái đó ngày hôm qua thì đây nha, đổi nha, đổi luôn, mất nha, okay. Sợi dây chuyền lấy bức dòng kia nha, okay. Ngày mai cấm đòi nha, okay, okay. Rồi mai tôi xuống tôi bê bức dòng này về, okay. Đấy, giao dịch rất nhanh, một sợi dây chuyền đổi một bức dòng, bức này bao nhiêu cân? Thôi làm khác của nhà trồng được mà. Đây là một vài những cái điều cơ bản khi mà chơi tinh thể ruby và một số cái điều mình muốn chia sẻ cho anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những clip sau.